Xem kênh Khó Với Miền Tây nha. Hôm nay Trang sách vở nhưng mà không có đi chợ đâu quý vị ơi. Trang đi lại đằng đầu vườn á. Trang như nói là buồn chuối con út chín rồi. Hôm nay Trang xin cậu và đi lại đằng đốt về để dành ăn trong mùa dịch này. Mùa dịch này không có chợ quá gì hết. Quý vị đi đốt chuối với Trang nha. Chợ hai cứ vậy. Trời, chợ này sao khó mua dữ vậy nè. Chặt một cái rớt xuống rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi chặt chuối đi vào lòng đất luôn. Xuống. Mệt mỏi quá. Chú cho mà chặt không được. Còn hành cái chuối không? Còn cái gì? Còn là bột chuối nè. Để lấy bèn qua cái là nó ra bột chuối liền à. Quá, quá, quá. Pha chặt chuối đi vào lòng người. Có đồ ăn quý vị ơi. Mùa dịch này muốn ăn khó quá. Xin lỗi tình yêu. Gì giòn dữ vậy? Cái này bị hư rồi. Không sao đâu. Dạ. Đi về, đi về. Chiếm ăn hết nửa buồn rồi mở cực vậy nè quý vị. Nó giỏi vậy chứ. Quá chừng cà na trái bự luôn nè quý vị. Quý vị ăn thử trái cà na này với Trang nha. Miếng nó chua không? Chua. Chua mà chắc nữa. Khi đi tươi xanh khi về vàng chét. Tại vì nó bị sình quá à. Chuối này ăn nó hơi hơi sần chút nhưng mà ngon lắm nha quý vị. Giờ dịch bệnh mà có một chuối này ăn ngon lắm nha. Thì thử cho mình đó. Nó mệt mà nó thấy luôn đập mùi chuối không nổi mà em mời quý vị nha. Ngon. Ngon. Ăn ăn lần mười mấy trái chuối rồi. Ngon. Chín cây chim ăn chồng. Chuối này đấy, mời Trang làm món gì mà quý vị. Em nào vừa nãy chờ mà đố cái gì là Trang làm món gì. Trang có dừa rồi, có chuối rồi quý vị.
bây giờ thì Trang đi vô dắt nước cốt dừa và sẽ làm một cái món ngon từ cái buồng chuối ngày hôm qua Trang đốt đó. Dừa thì có rồi nè, Trang tính là làm chiếu chưng, mà trước mắt là phải đi vườn kiếm thêm mấy củ khoai mì, không có thì đốn khoai thì nhổ có một củ khoai lang, nhà Trang có một củ không lấy giờ ăn luôn thì nó bị mất giống luôn. Trang sẽ cố gắng đi ở dài vườn nàng cậu ba kiếm củ khoai mì, còn nếu không có thì Trang sẽ chưng bằng chỉ chuối với nước cốt dừa thôi. Rồi Trang cố gắng Trang làm mấy cái hộp giống như bột bán thưa được không, bây giờ không có chợ. Chưa nắng gắt ở vườn thì quý vị biết rồi đó, không có cái món gì gọi là ăn vặt hay ăn chơi hay là ăn tráng miệng hay là ăn gì hết, và Trang đang rất là thèm rất là nhiều món quý vị ơi, và Trang bắt buộc phải cầm cá lan đi ra vườn và kiếm ăn. Quý vị đi đào khoai mì với Trang nha, hy vọng là sẽ có được củ khoai mì vô mình chưng chú chừng mình ăn cày. Ôi nè quý vị, khùng khùng làm ăn chơi. Củ khoai mì quá ngon luôn, củ này chắc lâu lắm rồi đó. Cái ngày này năm trước mà là Trang đang có cái khoai mì mà Trang bị cái thẹo luôn tới giờ luôn quý vị. Trang sợ cái đồ mài đó, tại lo mài rồi nên nói chuyện với mẹ kìa. Để Trang móc lại cái củ đó coi sao. Vậy là có chiếc chân ăn thiệt rồi. Bỏ ra đây. À, phát hiện được mục tiêu quý vị. Củ quý mùa dịch này quý vị. Trời ơi. Đâu bỏ được chứ. Sách vô làm nấu chè, à, chè dưới chân đó mà kêu bằng chè buổi trưa. Có đồ ăn rồi, có đồ ăn rồi, vui lắm. Đau lắm rồi, nhà Trang không có làm nè, món chú chân này không biết ăn như sao nữa. Chị vô làm rồi một chút mình ăn nhé. Gõ định vô khoai mì hơi lâu năm nên mẹ sắc sâu sâu chút để nó cay không đó. Đó. Ôi cái đầu nó mềm đó mẹ, đầu đó mềm, đầu trên nó mới cay. Để mẹ gọt khoai mì. Chuối chân thường thường khoai mì và khoai lang hết nè. Khoai mì khoai lang. Còn nhỏ mẹ nhớ bột bán. Nhỏ mẹ làm cho con ăn hoài, sao lớn lên mẹ không cho con ăn nữa mà. Lớn lên mẹ không cho ở không. Mẹ tắt đi. Thôi, cũng
cũng mềm. Rồi nó mềm mà mẹ gọt cái hết cái củ khoai luôn á. Trang nhà mẹ sẽ làm cái món chuối chưng quý vị, cái món ăn tử thơ mẹ là bột ha. Chuối chưng thường thường không có bột này, nhưng mà mẹ sẽ làm những thứ viên nhỏ nhỏ như là trân châu vậy đó, bột bán vậy đó, gì tương tự bột khoai luôn ha. Rồi mẹ làm đi, mẹ làm bột năng hả, nhà Trang có gì thì Trang sẽ làm đó. Con thì con bật khoai với chuối. Con ăn dạ đúng rồi mẹ,
Đúng rồi mẹ, mẹ nói này là xí phải nè. Lâu dữ lắm rồi, Trang chỉ có biết là hàng ngày hai bữa cơm, có khi một bữa, khi bữa gử. Không có được ăn cái gì hết trơn á quý vị. Cái này mà muốn ăn ngon á. Dạ. Thì một chút xíu con luộc chuối này lên. Dạ. Thì nó không có cái hậu chua. Dạ. Cho đi đi cá đẹp. Con giờ con hẹn đi trà sữa con bán con đó. Rồi. Hôm nay sẽ đích thân Trang vào bếp do duyên chứ quý vị. Từ ngày Trang bỏ nghề đi Trang chia sẻ lại hết. Không hết bán luôn quý vị. Quý vị có ủng hộ Trang bỏ nghề không? Hôm nay Trang bỏ cũng lâu lắm rồi đó. Biết chứ mẹ. Nghề nghiệp có nhiều lắm. Đẹp nè, để đây nè mẹ, để đây nè. Để con hái miếng cắt. Con chủ ấy, mình làm ăn dễ sức nhân chết rồi. Con chừa mấy cọng dài cho mẹ với nha. Mình làm hết, hết tròn có dài. Rồi thử coi coi ai thích cái nào ăn cái đó. Dai mà nó trong veo. Trong. Ngon dữ lắm. Mày chỉ một năng thôi mà. Một năng thôi mà con phải nhồi bằng nước sôi vậy đó mới được. Cái này thế nó làm sớm mình làm màu nó cẩm màu nó dứa rồi màu rất là đẹp rồi thơm rồi món nấu chè ăn ở nhà không có đậu thì nấu bằng nhiều cái gì thì chị ăn đây nè chè chuối không có đậu nữa thì nó làm chuối chè bằng nha đam không có bột. Nha đam cũng phải có mấy hộp đậu vô, cái húp cái gì mà cho tí chuối vào, lột chuối. Muối, muối. Chọc mẹ nó như là mẹ còn muối muối nữa cái gì. Em ta nghe nó rõ, muốn người ta để vỏ chuối vô. Lột chuối. Lột, lột sao không? Lột cho nó gần chín luôn, cũng được, cũng hết cái tách chua này. Giờ mẹ vớt bạc quá gì lột chuối thơm lắm nè. Tinh á nha, thêm cái nước này thử chua lát không hả mà chua lắm chua mà chát nữa. Đó là khoai mì đó cái gì? Khoai mì luộc. Sơ sơ lên coi nó là gì? Bởi vì mẹ sợ khoai mì đồng đó nó bị nặng. Hiểu không? Luộc hết bỏ ra hết đi rồi. Rồi nấu bằng nước cốt dừa tinh khiết của mình. An toàn. Rồi bây giờ mẹ sẽ cắt cái nước chuối ra quý vị. Chỉ lấy là cái chuối hoài bỏ nó chưa đã hết đi. Thì cái loại chuối chiên của mình sẽ rất là ngon. Chuối này khỏi hút đường không hả mẹ? Khỏi, chắc mẹ bỏ đường thèm vô mẹ nấu ở trong nước cốt dừa rồi mẹ thả chuối vô là mấy giây là xong rồi kìa. Rồi, chú con trâu của con xong chưa? Dạ xong. Đây nè quý vị, cho làm nè, nãy giờ nè 5 phút được nhiêu đó. Rồi bây giờ mẹ cho cái bột năng nước phải Trang vo viên và cắt sợi á quý vị. Để vô luộc cho nó trong lại. Té một cái. Mẹ quay ngược cắm thước rồi. Ngon không? Cái cọng này con biết người ta bán chè gì không? Chè bà ba. Chè bà ba mà
không có mấy cộng này người ta không có chịu ăn đâu. Phải tự làm vậy đó người ta mới chịu nha. Cái mua cái bộ khoai mà ngoài chợ nó có sẵn cũng ngon. Giống trần trầu trắng bí đầu á. Cái này là có lá dứa rồi vô nó đẹp lắm. Rồi bây giờ mẹ bắt cái nồi nấu nước dừa với nước đường phèn hả mẹ? Cho vô một xíu đường phèn cái gì? Mẹ cho hết cái khoai mì vô cái gì? À, bây giờ mẹ cho chuối vô cái gì? Dừa ý thôi mà ha. Trời cho nó rút cái nước cốt dừa với cái nước đường đó quý vị. Thấm như cái chuối ăn thôi. Mẹ có nêm vô đây xíu muối không? Tại mẹ có bỏ vô chuối rồi mẹ sợ nó bị. Rồi mẹ sẽ cho nước cốt nhất vô quý vị. Béo rồi ha. Cốt thì ngon. Hết rồi ha. Ừ. Tại đó cho nên mình nói làm gì nữa rồi chưa? Siêu không? Quá ngon. Giờ này là cái chuối đó nó hết chát mà nó hết luôn. Hết chua luôn. Bí quyết của người ta nấu bán nó hay không? Rồi bây giờ sẽ cho vô đây. Mẹ để vậy ăn cho nó đừng có dính đâu quý vị. Cho nó rời ra. Mà nó cũng dính rồi quý vị. Cũng dính rồi. Rồi bây giờ cho vô một xíu muối quý vị. Quá ngon, quá hấp dẫn quý vị. Chân trâu là ngậm nghe tới. Nó béo hả? Nó vừa béo mà nó vừa dai mà nó vừa mềm. Nói chung là nó ngon dữ lắm. Mẹ lấy cái viên lên con coi thử. Thử thời con làm đi. Cái viên này con giò cũng khéo nè. Trong veo luôn. Thấy đường không? Thấy được. Trong veo nè. Cái này á đúng ra mà con muốn cho người ta thấy rõ là làm phải mèo vô để không con trâu của con Trang đó quý vị. Rồi bây giờ múc ra mời quý vị nha. Trời buồn chuối tới em nó xuống cái trời nè. Trời ít bây giờ nấu mấy cái lít bánh trái á. Trà sữa rồi tất cả các loại nữa. Trang cũng không biết phải chia sẻ hay sao nữa. Để nữa có thời gian cho Trang quay từ từ rồi Trang chỉ cái gì. Rất là nhiều món. Rồi bây giờ dịch bệnh cái thèm đủ thứ. Chứ trước Trang thấy mấy món cái đơn giản Trang nấu mỗi ngày luôn mà. Chuối màu nó cũng đẹp ha. Không cần ướp đường hả mẹ? Con nhớ như của người ta làm cái chuối nó bị đỏ hả ta? Chuối nó phai màu đẹp quá.
giờ thì Trang xin kính mời quý ông bà cô chú anh chị các bạn người xa cùng thưởng thức cái món là chả chiếu chân nha. Không có bột bán gì hết nhưng mà quý vị anh thử xem cách làm này của mẹ Trang ăn như thế nào nha. Thử nha. Thử sao biết. Ngại quá. Mời cả nhà ăn chú chân nha. Kêu là chè chuối. Thiếu đủ thứ hết trơn. Nếu con thiếu gì con nói đúng cho. Mời bé về chỗ. Thiếu là bột bán, bột khoai. Mấy cái nguyên liệu thì khác nào? Đậu phộng, đúng. Trang rất ăn giặt lắm vậy. Mời cả nhà ăn chứ chơi. Rất ngon luôn mời. Xin đầy nha. Cho thêm cái cốt. Cốt con với cái gì nha. Chân trâu. Chân trâu trắng mà phải đang làm. Quá ngon ha ha. Đúng rồi. Chuối thì không chua được đâu. Đây. Ngốt cái tổng chân trâu dài. Con rồi. Cái này nó không chạy ngon hơn bột bán. Không nhiều. Bột bán mà quý vị không biết nấu nó bị sượng á. Sao rồi ha. Bột khoai cũng bị sượng luôn. Có ăn cái bột này chưa bác? Ngon. Ngon. Ngon cái gì? Thấy chàng vào lâu quá sợ. Yên tâm nữa làm nhiều. Ngon ha. Ngon, cái bột ngon. Em thử cái miếng mình này. Cũng được. Đói rồi. Ngon. Ăn chưa? Ngon nhậu. Ngon quá à, con mẹ nó đủ luôn á. Mẹ làm rất là ngon quá nè. Cái nước nó không có gắt giống như người ta làm đâu, tại mẹ hay nấu một đường hàng mà. Cũng nấu mình gắt. Ngon. Ngon hả? Còn hơn một tháng nữa là cái món ăn giặt đầu tiên luôn á. Không có gì ăn hết chứ quý vị. Và sống lại theo cái thời kỳ hồi xưa là ăn những cái món ăn mà dân dã ở vườn tự làm. Bánh trái gì kiểu bánh lên á. Cũng đi. Cái nồi vẫn còn nhiều lắm. Ngại quá, này đúng là còn để nguyên trái. Chứ cút cút gì đây, cút lâu quá. Để nguyên cũng được mà sợ đường cho nó ngon. Cái này phải để lửa vô nhiều thì cho đường nó thấm lên chút. Chính tới rồi mà đừng nói mùi quá mà mùi nó cũng nhiều nhân trang rất bột không con nắng cực khổ dạ đúng rồi. Giờ anh coi anh biết nó ngon như thế này, nhỏ mẹ gì nữa mà muốn ăn cái tận đó phải đi thành phố mua chè bà ba đến bà à. Ngại quá ngại hết luôn. Sốt con ăn củ thanh miệng. Sốt con khác cái gì? Đúng à. Làm cái này nữa được. Bền ngại quá. Hai chồng đồng tâm hiệp lực ghê quý vị. Ngon lắm. Một nồi đó.
ở bố giờ là gì đó, phước đức rồi. Ngon thiệt nha, thấy ngon giả cho mình biết vậy. Cá bự gì chịu à? Vậy mà kêu bỏ hết ra mì không chịu. Bây giờ thì Trang xin phép gửi lời chào và lời cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị các mẹ miền xa đã xem đồng biết gia đình từ nãy đến giờ. Xin chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý bà cô chú. Nếu có dịp thì quý vị cứ nấu thử cái món chè chuối chưng này nha, rất là ngon luôn á, em không có độc hại gì hết, nó là món ăn tự do ở miền quê. Mà sẽ nghĩ tất cả những đứa trẻ nghèo hay là những ai lớn lên ở vùng quê thì đều đã từng ăn món này. Có cơ hội quý vị cứ làm thử đi và thưởng thức. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà vui vẻ. Đây là thành phẩm của chú hai. Đậu lúc nghe hoài. Sao ngại chú hai chúc luôn đó.